Chiều ngày 29 tháng 12, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thanh niên tên K nhập cảnh chui về quận 9 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Cũng theo ông Đức, trước khi có kết quả K dương tính, cơ quan chức năng đã cho cách ly những người tiếp xúc gần với K. Kết quả xét nghiệm bước đầu những người này đều âm tính. Ông Phạm Xuân Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận 9 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, K khai với cơ quan chức năng sau khi nhập cảnh trái phép từ ngày 24 tháng 12 thì vào làm ở xưởng đúc đồng. Từ khi nhập cảnh trái phép về, K không dùng điện thoại nên không biết thông tin mình đang bị truy vết. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 17 người tiếp xúc gần với K. Hiện tất cả đã đưa đi cách ly và xét nghiệm theo quy định. K nằm trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vào sáng sớm ngày 24 tháng 12, gồm bệnh nhân 1440, Vĩnh Long, bệnh nhân 1451, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, người phụ nữ tên N ở Đồng Tháp đã có kết quả dương tính COVID-19 vào sáng ngày 29 tháng 12, một người tên V ở quận 1 và người tên T ở huyện Hóc Môn. Trong nhóm 6 người này, trừ V ở quận 1 và T ở huyện Hóc Môn có kết quả âm tính lần 1 với virus corona chủng mới SARS-CoV-2, 4 người còn lại đều dương tính. Trong đó, người được phát hiện sớm nhất là bệnh nhân 1440. Sau khi nhập cảnh trái phép về Việt Nam và về nhà ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, anh được người nhà đưa đi khai báo và được phát hiện dương tính với COVID-19 ngày 26 tháng 12. Bệnh nhân 1440 cho biết sống tại Myanmar từ tháng 9 đến giữa tháng 12 năm 2020. Ngày 15 tháng 12, anh rời Myanmar đến Mesot, Thái Lan ngày 16 tháng 12 và ở lại một khách sạn tại đấy cho đến ngày 22 tháng 12 cùng 5 người khác. Ngày 23 tháng 12, nhóm 7 người từ Thái Lan đến Campuchia. Sau đó, 6 người trong nhóm đi từ Campuchia về Việt Nam. Khi đến địa phận của Việt Nam, nhóm đi về thành phố Hồ Chí Minh bằng xe 7 chỗ. Hiện cơ quan chức năng đã tìm được xe và tài xế. Trên đường đi, bệnh nhân 1440 và người phụ nữ ở Đồng Tháp tách ra để về miền Tây, còn lại tiếp tục về thành phố Hồ Chí Minh, gồm H ngủ quận 5, V quận 1, T Hóc Môn và K quận 9. Sau khi nghe tin bệnh nhân 1440 dương tính với COVID-19, H mới ra khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cũng dương tính. Qua truy vết, cơ quan chức năng tìm ra T và V và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính lần 1. Riêng ca mãi đến đêm ngày 28 tháng 12 mới được tìm thấy. Sau khi tìm thấy ca, ngành y tế quận 9 đã đưa ca cùng những người có tiếp xúc gần đi cách ly, đồng thời phong tỏa, khử khuẩn nơi ở và nơi làm của ca. Sáng ngày 29 tháng 12, tại xưởng đúc đồng và khu trọ nơi ca làm việc đã có hơn chục công an, dân quân tự vệ, dân phòng phong tỏa. Trong quá trình điều tra dịch tễ, ông Phạm Phương Tùng, 40 tuổi, chủ xưởng đúc đồng nơi ca làm việc cho biết cách đây khoảng 2 tháng ca có làm việc tại xưởng nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cơ sở tạm đóng cửa nên ca đi qua Myanmar làm việc nhưng không ổn định. Chiều ngày 24 tháng 12, ca về quận 9 rồi đi xe ôm công nghệ đến xưởng nằm trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình xin làm việc lại và thuê phòng trọ cách xưởng hơn 100m trên đường số 4, phường Long Bình. Trong 2 ngày làm việc 25 và ngày 26 tháng 12, ca chỉ ăn uống và đi từ chỗ làm về phòng trọ. Ngày 27 tháng 12, ca đi bộ về hướng ngã ba Gò Công, phường Long Bình cách xưởng khoảng 1km để tìm tiệm photo nhưng không thấy và quay về nơi ở. Tối ngày 28 tháng 12, khi thấy báo chí đăng thông tin truy tìm người về chung bệnh nhân 1440 xuống xe ở đường Nguyễn Xiển, quận 9, ông Tùng đã trình báo công an địa phương để đưa ca đi cách ly.